ngày thống nhất, con sẽ trở về với mẹ. Con hứa với mẹ. Vào thời kháng chiến chống Pháp, quân giặc hoành hành khắp nơi. Chúng xả mưa bom, đạn lạc, làm vô số người bỏ mạng. Không may là mẹ tôi cũng nằm trong số đó. Tôi vẫn cứ đi mà đã không hề hay biết mẹ của mình đã mất. Thêm 3 năm ròng rã chiến đấu, tôi được giao phó làm đội trưởng của một tiểu đội. Còn quân Pháp với đội quân hùng hậu đã ngày càng tàn phá và áp bức dân ta nhiều hơn. Những người đồng đội của tôi cũng lần lượt hy sinh. Tôi đã tự tay chôn cất họ cùng với lời thề rằng ta mất mát quá nhiều, ta sẽ không để cái chết của họ trở nên vô ích. Ngày nào chúng ta còn sống, không có một tên tặc nào có thể được cướp mảnh đất này. Ta sẽ làm tất cả để chứng minh một điều: Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm. Kháng chiến thắng lợi muôn năm. Chúng tôi là những người lính đất Việt. Trận chiến ngày mai nhất định sẽ chiến thắng.